Đừng khách sáo với tôi. Cạn ly. Nè nè. Ba cái đàn ông này thiệt không đúng đó. Gì chứ? Xả xả. Mọi người nhìn chị Quả Bảo đi, xinh đẹp như vậy, mọi người cũng không tán tỉnh chị. Mọi người có phải đàn ông không vậy chứ? Nhìn lắm. Có phải chú à? Chú à, có phải chú uống sai rồi không? Ở đây làm gì có phụ nữ chứ? Đi qua mắt rồi. Tôi không sai, tôi không có sai. Tôi đã sống cô đơn mấy chục năm nay rồi. Tối nay có mọi người ngồi đây uống với tôi thật sự vui mừng vô cùng, ấm cúng vô cùng. Chú ơi, em nói gì thì nói, bà chủ là con của chú, tại sao hai người lại căng thẳng như vậy chứ? Đúng đó. Ừ. Trước giờ tôi chưa từng thấy đứa con nào tuyệt tình với ba mình như vậy, thiệt tình. Tất cả cũng tại tôi. Anh qua chào đời không bao lâu, má nó đã bị bệnh chết, còn là một mình người đàn ông như tôi. Tôi làm sao biết chăm sóc con mới được chứ? Còn nữa, lúc đó tôi tin tưởng thuật sĩ giang hồ gì đó, nói số của tôi sẽ cắt chết đứa con, nên tôi cố gắng không gặp nó. Cuối cùng cứ lo làm việc cả ngày lẫn đêm. Còn do anh qua cho người làm giữ nữa. Nó không biết thôi. Thật ra trong lòng của tôi thật sự thương nó lắm. Mọi người nói đi, có cha mẹ nào không thương yêu các con của mình chứ? Nói đúng đó. Đúng phải rồi, đó, đúng rồi, thương vô sau cùng đó. Đến khi anh qua trưởng thành, độ khoảng mười mấy tuổi, tôi mới biết thì ra nó rất là cần tình cha. Tôi hối hận muốn chết đi được. Nhưng khi tôi muốn cứu vãn, đột nhiên nó bỏ nhà đi, báo hại tôi đi khắp nơi cũng không tìm được nó. Cũng may ông trời có mắt cho tôi gặp lại nó ở chỗ này. Vậy thì tốt rồi. Chú à, chú cho bà chủ chút thời gian đi. Chú đâu phải phạm lỗi làm tài trời gì, không chừng nay mai cổ sẽ tha thứ cho chú. Nếu lúc tôi còn trẻ biết nghĩ như vậy thì đã không ra nông nổi như bây giờ. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Nói cho mọi người biết nha, bây giờ tôi không mong cầu anh qua tha thứ cho tôi. Tôi chỉ rất muốn nghe đứa cháu gọi tôi một tiếng là ông ngoại. Nhưng cũng không có cơ hội rồi. Ông ngoại tỉnh lại đi ông ngoại. Ông ngoại tỉnh lại đi. Sao dở quá vậy? Nè, đưa lên phòng đi, đưa lên phòng. Lên phòng tắm đi. Lên đi. Mọi người định đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi đâu? Lên. Đi. Mau lên. Không có dài. Chú lên trễ đi. Dìu lên trễ đi. Bà chủ. Tôi đã nói là không có sai rồi. Tự mình tôi đi lên phòng ngủ ngon. Nè chú coi chừng đó. Anh Hòa, con tới thăm bà sao? Tôi tới xem ông chết chưa thôi. Ông chưa chết tức là không sao rồi. Anh Hòa, anh Hòa, thật ra con muốn sao mới chịu tha thứ cho bà? Đừng mà bà chủ, giết bà sẽ bị trời đánh đó. Ông chịu tự bắn mình một phát, tôi sẽ tha thứ cho ông. Tuổi chú đã cao, làm sao chịu nổi viên đạn chứ? Phải đó bà chủ, sẽ chết người thật đó. Mọi người không cần cầu xin giùm tôi. Bà thật sự nợ con quá nhiều. Phát súng này coi như trả hết cho con. Sao không có gì hết vậy? Để coi. Viên đạn không có đầu đạn. Khuya rồi, ngủ sớm đi ba. Ngủ ngon. Chú nghe không? Cô gọi chú là ba đó. Vậy tức là cô đã tha thứ cho chú rồi chú à.
À phải rồi, bé Hảo đâu rồi? Đi học rồi. Lần trước ba mời nó ăn kẹo, nó thật sự lễ phép vô cùng ngoan lắm. Không biết hôm nay bà có thể ăn với nó bữa cơm không? Cũng được, nó cũng từng nói là rất muốn gặp ông ngoại. À phải rồi, ba của bé Hảo đâu? Mấy năm trước qua đời rồi. Luôn cả con rể của mình ba cũng không được gặp. Ba làm ba thử hỏi có thất bại không? Chuyện qua lâu lắm rồi. À phải, ba định chừng nào đi vậy? Chỗ này tuy không náo nhiệt như Thiên Nam thị, nhưng mà ở đây vừa rộng vừa yên tĩnh. Nếu ba muốn qua đây nghỉ hưu cũng được. Ba cũng muốn nghỉ hưu lắm, nhưng mà giờ vẫn chưa phải lúc. À phải, con sống ở đây hẻo lánh như vậy có quen không? Không có chuyện quen hay không, cũng phải tìm chỗ trú thân chứ. Thật ra con là một nhân tài mà, con ở lại đây chỉ lãng phí con thôi. Thiên Nam thị mới là nơi thật sự thuộc về con. Ý của ba là sao hả? Con có biết lần này ba đã bị anh Đại đuổi đi không? Anh Đại? Chẳng phải cô đã chết 20 mấy năm trước rồi sao? Đúng ra bà cũng nghĩ như vậy, nhưng thì ra năm xưa kẻ chết là bác hai con và anh họ anh Kiều của con. Bác gái của con và anh Đại do tư tâm không muốn để ba làm người điều hành, cho nên anh Đại mới nữ cải nam trang tiếp tục làm anh Kiều để giành chiếc ghế người điều hành. Thì ra bấy lâu anh Đại vẫn còn sống. Anh Đại lừa cả thế giới như vậy đã là sai rồi. Hơn nữa nó còn tiếp tục trấn áp ba, để bà không còn chỗ đứng trong họ Chúc. Cho đến dạo trước bà vạch trần thân phận con gái của nó, nó liền dùng thủ đoạn sử dụng những chiêu dơ bẩn ép tứ đại gia tộc tiếp tục ủng hộ cho nó làm người điều hành. Sau đó thẳng tay đuổi bà ra khỏi nhà họ Chúc. Anh Đại làm vậy thật sao? Con à, bây giờ nó không còn là đứa con nít lúc nhỏ chơi với con nữa đâu. Nó biến thành một người khác rồi. Vậy ba sẽ làm gì? Bà đã có toàn bộ kế hoạch rồi. Lần này bà tới tìm con là muốn đưa con về nhà họ Chúc. Dựa vào bản lĩnh của con, cha con chúng ta chắc chắn có thể làm lại từ đầu ở nhà họ Chúc, giành lại ngôi người điều hành. Thì ra đó chính là lý do bà tới tìm con. Anh Đại đã dùng tư cách người phụ nữ để nắm quyền, tại sao anh qua không được? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát theo bà về đi. Được thôi, mọi người đã nghe hết rồi, hãy mau tiễn ông ta đi chứ. Dạ. Đi đi. Lão già này lừa chúng tôi đủ rồi đó. Tưởng đồng thật lòng muốn nhận lại bà chủ thì làm có mục đích. Làm tất cả chúng ta đều tin ông, phí hết nước miếng của chúng tôi. Mấy chục tuổi cũng không thay đổi. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Anh Hòa, con nghe bà nói. Tôi nghe ông nói hết rồi, luôn có câu trong lòng ông cũng nói ra luôn rồi. Ông muốn nói gì nữa chứ? Bà biết lỗi rồi, nhưng lần này bà thật sự hy vọng con có thể tha thứ cho bà. Lúc trước bà đối xử tệ với con, bỏ mặt con không lo, con cũng phải cho bà cơ hội bù đắp chứ. Con cũng họ Chúc mà, máu chảy ruột mềm con à. Máu chảy ruột mềm sao? Tôi hả? Rõ ràng là con của ông. Ông chỉ vì dích bớt như vậy chê bai tôi. Làm lúc trước ông không thể tiến thân trong nhà họ Chúc, sau khi má mất ông nói tôi xui xẻo, chê tôi liên lụy ông. Bao nhiêu năm qua ông có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả? Anh Hoa, con cho ba thêm một cơ hội đi. Tôi cho ông cơ hội rồi, ai ngờ ông vẫn chứng nào tật nấy. Ông đúng là hết thuốc chữa. Chẳng qua bà muốn giúp cha con chúng ta lấy lại những thứ đáng có trong nhà họ Chúc thôi. Không lẽ như vậy mà cũng sai sao con? Tôi không phải là con của ông. 20 mấy năm trước đã không còn quan hệ nữa rồi. Tôi có thể khẳng định nói cho ông biết, đến giây phút ông chết tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào cho ông đâu. Xéo. Anh Hòa. Hòa cái gì, làm ơn đi. Kêu ông Xéo kìa. Cặn bã. Ông đó, ông quên rồi.